Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì bữa nay ngày thứ bảy rồi, mình cũng có về, cũng mới đi 25, mới gã ra để cho anh em dặn một số phụ tùng á. Thì mình sẽ quay chi tiết để cho anh em chọn món nha. Máy chiếc 125 mới về anh em. Thì máy này đi lướt. Thân máy đây để coi không dây. Thân 8 2022 luôn nè. Thân 8 thường thường là cái đầu 64. Cái lô cuối cùng của đời sân cơ. Số nè, số đẹp ha anh, số mình không có cọp được cái nó đẹp thôi. Thì anh em muốn mua nguyên bụng giữa thì bán nguyên bụng giữa, thì do cái này 9/8 này nè, đó. Cái này là 7.7 anh em, 7.7 bộ bụng giữa này, còn anh em mà lấy cái nồi thì 3.2. Bộ số 1.4. Dên lớp giữa 3.2 nha. Khi anh em mua lẻ thì vậy đó. Cốc đạp cốc số. Cốc đạp cốc số thì 250. Cái đầu lồng nè, đầu lồng bình xăng con. Mình kiểm tra cái ga cho anh em xem ha. Giờ anh thấy cái họng xăng là thấy nó đẹp rồi đó. Đặc biệt điều là đồ của mình là không qua rửa dầu, rửa nước gì chơi anh em. Đồ trên xe sao là mình để yên vậy. Bán đồ mộc mà, không có bán đồ rửa. Rửa thì đẹp trên hình mà khi về tới nhà nó chất lượng nó lại không bằng như cái hình ảnh ha. Cái ga đẹp. Bộ đầu lòng bình xăng này thì 6.8 nha nè. Bộ đầu lòng bình xăng xử lý cái thải bue đầy đủ một bộ nó là 6.8. Bình xăng hiện tại không có bán lẻ được nha. Tại mình còn dư 2-3 cái đầu nữa. Mình bán hết 2-3 cái đầu đó mình mới sẽ lẻ được cho anh em thông cảm. Thì đồ mình để lâu quá cái nó ngâm vốn. Vốn yếu anh em ơi. Đó nè, bộ lửa riêng 125 đầy đủ. Không đề thất đề đầy đủ ha. Có luôn 4 ốc bắt cái cuộn lửa luôn nè. Thì bộ này là 850 nha. Giá này là giá rẻ nhất từ trước đến nay đó. Hàng đẹp chứ không phải là hàng tại. Tại thì giá rẻ nữa. Cặp bố dây lóc đẹp nữa nè. Chỉ có 50.000 thôi. Bằng một tô phở. Phở khu vực ngoại thành đó, chứ khu vực trung tâm quận nhất cũng không có giá đó luôn ha. Chỉ có 50.000 thôi. Đường dây điện nguyên combo nó như vậy. Nguyên combo nó như vậy là 1.5 triệu anh em. Thì nó có mô pin nè. Stop chân nè. Mô pin IC sạc. Glade đây. Nó nguyên bộ như là 1.5 triệu anh em. Đó. Anh em về vô phu channel xăng cơ, phu dĩa xăng cơ, phu 2 đồ ok. Dây điện thì không vừa thôi chứ còn nguyên bộ này thì vừa nha. Anh em có thể không lấy dây điện thì trừ tiền ra. Là cái gác máy 125 này nè. Cái gác máy cao su zin. Chưa mòn gì mấy nha. Anh em nhìn đánh giá ha. Đây. Quay 4 ngóc cho anh em coi ha. Này là mình không có rửa nước cái gì hết. Anh em nhìn đánh giá. Rửa lên thì nó đẹp hơn chút. Nhưng mà mình không thích rửa. Để cho anh em coi thực tế ha. Cây này là 500 nha. Còn đây là dàn ốc máy mới vừa gã. Thì bên đây là bộ chỉnh nồi. Bộ chỉnh nồi gì là 200 nè. Ba ngóc chiếu máy 100.000 nè. Cái bật đạn này là bật đạn bên lốc số nè. 20.000 nè. Đạn viên nha, chưa gơ nghe nè. 4 ốc đầu, 4 lông đền. Lông đền đẹp luôn nè, ốc cũng đẹp luôn. Em thấy không? 4 ốc đầu, 4 lông đền 200. Là 4 con gác máy này nè. 4 con gác máy này 50. 50k, 4 gác máy. Ốc số 10 luôn nha. Ốc Thái em chỉ ốc số 10 thôi.
dàn ốc mái. Ốc mái nó gồm có ốc lốc giữa nè, ốc đốc nồi, ốc đốc đề, và mình sẽ tặng kèm thêm mấy con ốc số 10. Ốc này là có hai con, này là hai con ốc củ đề nè, hai con ốc của báo số nè. Báo số này nó chỉ có 100.000 thôi nha anh em. Lý do đơn giản lắm, tại vì cái bịch ốc mà vận chuyển về nó bị rách á, nó mất cái đầu của chống giọng dên nè, nó còn có cái lò xo không à, nên mình không có để vô, mình chỉ bán như đây thôi là 100.000 à. Đẹp nha. Đây là mấy củ đề mà mình gã ra rồi anh em, thì cũng từ mấy cái máy đó ra thôi à. Thì củ đề là 700.000 anh em, hàng không qua tẩy rửa, đồ mộc của nó vậy thôi. Số còn y nha à. Số trên ấy còn không bị mờ ha. 700.000 củ lắp vừa cho full channel, full cho 2, full cho ít, full cho led luôn, full mập luôn. Còn bên đây thuộc trước liêm 115, cây bên đây đẹp anh em, không chày. Có cây bên đây bị xước, xước đây một chỗ, xước đây một chỗ đó là cây này chịu, cặp này chịu tư anh em, đáp là 22. Bốn cặp phụ sau của liêm 125 anh em, 2022, 2021. Cặp này là cặp hàng cầm hết hàng anh em, nó có ngày tháng nha. 2022 đẹp. Thì hai cặp bên đây mình mới vừa chốt khi mà nghe điện thoại nãy rồi ha. Hai cặp bên đây bán rồi, còn cặp bên đây 1.3 triệu 2022. Đát 22 nè, đó. Còn cặp bên đây là 2021. Chân cũng còn đẹp luôn nha. Không, mình không tẩy rửa nhìn thấy nó dơ thôi chứ nó không có bị ten bị sét gì hết. Cao su không bể. Cặp bên đây nó chỉ có 1.150 triệu thôi. Còn hai cặp cũng được anh em thương ủng hộ một chủ một ba đơn này nè. Cặp phục trước nè, cặp cam đầm nền má đầm nè, cua dĩa IC Movin. Càng thắng anh em, càng thắng là hàng mới, hàng mới nên cái xài phơm cũ. Còn hàng theo xe là cái phơm nó to, nó xấu hơn anh em. Cây là 320.000. 320 lắp vừa cho phụ cho neo, phụ cho 2. Quay là hết được luôn. Vừa rồi mình có quay sơ cục máy rim 125 mới rã cho anh em xem để chọn món nha. Thì anh em vừa ý muốn nào cứ liên hệ Zalo số điện thoại trên màn hình nha, mình sẽ báo giá với lại gửi hình ảnh chi tiết cho anh em. Clip cũng cảm ơn anh em gần xa đã dành chút thời gian xem hết video. Hẹn em vào clip tiếp theo á, xin chào và hẹn gặp lại.